Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14 và tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2017, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thời tiết nắng ấm sẽ còn kéo dài tới giữa tuần sau trước khi một đợt gió mùa đông bắc tràn về gây mưa rét toàn khu vực miền Bắc. Miền Tây Nam Bộ xuất hiện nhiều trận mưa lớn trái mùa gây thiệt hại nặng cho người dân khi vào vụ mùa đầu năm mới. Bắc Ninh, hàng vạn du khách chen chân ở đền Bà Chúa Kho, đốt tiền thật, vay tiền ảo, mong được làm con nợ Bà Chúa. Thưa quý vị, liên tục những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi khá rõ ràng trong 24 giờ. Từ đêm đến sáng thì trời nhiều mây âm u và se lạnh, còn từ trưa chiều trời lại nắng ráo và ấm áp, khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân đầu năm. Dự báo tình trạng nắng ấm sẽ còn kéo dài tới giữa tuần sau, trước khi một đợt gió mùa đông bắc tràn về. Những ngày tới, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu dần và vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, nên nhìn chung nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, thậm chí có phần oi nóng với nhiệt độ ở các tỉnh Tây Bắc có thể lên đến 30 đến 32 độ, còn khu vực Đông Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội ở mức 25 đến 28 độ. Đến ngày 9 tháng 2, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ khá mạnh, nên trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác, cùng nền nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét trên toàn khu vực. Như tại Hà Nội, nhiệt độ giảm dần xuống dưới mức 20 độ C. Ngoài ra, dự báo trong tháng 2 này, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3 đến 5 đợt không khí lạnh, tuy nhiên ít có khả năng gây rét đậm, rét hại trên khu vực. Trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, có nhiều cơn mưa trái mùa kéo dài xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Tây đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất, đặc biệt là vụ lúa đông xuân của bà con nông dân. Theo người dân, đây là một hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra trong hơn chục năm qua. Đây là trà lúa đông xuân sắp thu hoạch của bà con nông dân, ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chỉ sau một trận mưa trái mùa kéo dài vào ngày 2 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, thì lúa ngã đổ như thế này. Người dân không còn cách nào khác là phải bơm nước ra để hạn chế thiệt hại. Vì hiện nay là lúa là thu hoạch là máy gạch đập liên hợp hết. Do vậy thì để tránh cái hao hụt thì bơm nước ra cạn để thu hoạch thì nhằm cái giảm cái hao hụt trong lúa. Như đất này của tôi là thường thường là cái như là tấn mài, mà bây giờ thu hoạch đó cái như còn 700-800 kg à. Theo ghi nhận ban đầu trên địa bàn xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, còn trên 2.000 hecta lúa đông xuân sắp thu hoạch thì có hàng trăm hecta đã bị ngã đổ do mưa trái mùa gây ra trong mấy ngày qua. Năng suất giảm là điều chắc hẳn. Nông dân cũng thất thoát rồi, sau đó cái ngày cắt thì nó còn xa, mà bơm tát thì ngày nào cũng bơm cũng tốn tiền. Hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn lại hàng trăm ngàn hecta lúa đông xuân sắp thu hoạch cũng bị ảnh hưởng nặng. Các ngành chuyên môn đang khảo sát mức độ thiệt hại. Nguyên nhân mưa trái mùa không theo quy luật là do rãnh áp thấp xích đạo lên cao đến gần 10 độ vĩ bắc, dẫn đến mưa nhiều bất thường. Năm nay nó là rất đặc biệt so với cái chuỗi số liệu lịch sử, là thông thường nó ở cái thời kỳ mà là thời kỳ là tháng 1 hoặc đầu tháng 2 này thì nó ở khoảng độ là 3 đến 4 vĩ độ bắc, thì là năm nay nó đặc biệt là nó luôn luôn là nó có những đợt là nó dịch chuyển lên trên cao là khoảng 7 đến 8 độ và có lúc lên 8 9 vĩ độ bắc. Theo Đài khí tượng thủy văn Kiên Giang cho biết, tính từ trước Tết Nguyên đán đến nay đã xảy ra 5 cơn mưa trái mùa trên diện rộng. Lượng mưa đo được lên đến 152mm, gấp 12 lần so với trung bình nhiều năm. Đây là một hiện tượng thời tiết bất thường chưa từng xảy ra trong lịch sử. Sáng nay ngày 5 tháng 2, tại một trong những địa phương ven biển chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, đó là xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Đất Ngập Nước Thế giới 2017 với chủ đề Đất Ngập Nước Giảm Nhẹ Thiên Tai và phát động trồng cây ngập mặn dịp đầu xuân Đinh Dậu. Phát biểu tại lễ meeting, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Việt Nam đang có hơn 10 triệu hecta đất ngập nước, chiếm khoảng 30% diện tích đất liền. Sự đa dạng sinh học của các khu vực này có ý nghĩa toàn cầu và hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ hệ sinh thái trong khu vực.
Ngoài ra, có khoảng 1/5 dân số Việt Nam đang sống tại các vùng đất ngập nước và phụ thuộc trực tiếp vào việc khai thác, sử dụng các sản phẩm của hệ sinh thái này. Do vậy, đất ngập nước có nhiều chức năng rất quan trọng, hỗ trợ hạn chế lũ lụt, chống sóng và gió bão, chống sói lở và ổn định bờ biển, là nơi du lịch, giải trí, duy trì đa dạng sinh học. Tuy nhiên, hệ sinh thái đất ngập nước hiện nay đang bị đe dọa bởi các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, nên việc thúc đẩy xây dựng và phát triển các mô hình về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước, chú trọng sự tham gia của cộng đồng và hướng tới lợi ích của cộng đồng là việc làm cần thiết. Đất ngập mặn hôm nay là vừa phục vụ cho lợi ích phát triển kinh tế, nhưng đồng thời với thông điệp là đất ngập nước và phòng chống thiên tai. Có đất ngầm nước, có rừng ngầm mặn thì chúng ta sẽ có một hệ thống đê hết sức vững chắc và chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái mà phục vụ cho cái sự phát triển, cho hạnh phúc của người dân. Sau lễ meeting, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường và tỉnh Thái Bình cùng nhân dân địa phương đã tiến hành trồng cây rừng ngập mặn tại huyện Thái Thụy nhằm tạo không gian xanh, vành đai che chắn, bảo vệ đê biển khi có bão, triều cường và bảo vệ đầm nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo sự thu nhập cho cộng đồng ven biển. Ngày 2 tháng 2 hàng năm là ngày đất ngập nước thế giới, đánh dấu sự ra đời của Công ước về bảo tồn các vùng đất ngập mặn có tầm quan trọng quốc tế, gọi tắt là Công ước Ramsar. Năm 1989, Việt Nam chính thức tham gia công ước này và là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Với chủ đề đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai, sự kiện này cũng thể hiện cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, phục vụ lợi ích người dân và phát triển bền vững. Cho đến chiều nay, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc hai người đàn ông tự thiêu xảy ra trên đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn cầu Ông Hóa trong khu dân cư Thảo Điền. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, người dân phát hiện hai người đàn ông đi lên cầu Ông Hóa rồi bất ngờ châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa bùng cháy hai người đàn ông như hai ngọn đuốc. Người dân hô hoán nhanh chóng lao vào dùng mọi phương tiện tại chỗ dập tắt ngọn lửa. Hai người bị cháy toàn thân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số vật dụng của nạn nhân phục vụ công tác điều tra. Được biết hai nạn nhân đều là người dân địa phương. Các đơn vị liên quan, các địa phương cần phải vào cuộc kiên quyết xóa bỏ đường ngang lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sau liên tiếp các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng trong ngày 4 tháng 2. Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, cả nước đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông trên đường sắt, làm chết 6 người, làm bị thương 11 người, tăng 60% về số vụ, 100% về số người chết, 175% số người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân. Đặc biệt, trong ngày hôm qua, mùng 4 tháng 2, liên tiếp đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt tại đường ngang dân sinh tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và tai nạn giao thông thuộc địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, làm một người chết và hàng chục người bị thương. Nguyên nhân của tình trạng trên có nguồn gốc trực tiếp từ hành vi vi phạm quy định pháp luật của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đường ngang, lối đi dân sinh. Ngoài ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo một số tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cần kiên quyết kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang, cũng như việc xác định và xử lý trách nhiệm của địa phương, đơn vị có liên quan. Theo thông lệ hàng năm vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch, lăng cá ông Duyên Hải tọa lạc tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, tổ chức lễ hội nghinh ông. Hàng ngàn ngư dân ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đổ về lăng ông Duyên Hải để dự lễ hội nghinh ông, để cầu may mắn làm ăn thuận lợi trong năm mới. Ngay từ sáng sớm hôm nay, hàng ngàn người từ khắp nơi đã tề tựu tại lăng ông Duyên Hải tại xã Vĩnh Thịnh. Hàng chục chiếc tàu lớn nhỏ đánh bắt cá được trang trí cờ hoa đi từ bên trong lăng ông Duyên Hải ra cửa biển Cái Cùng để làm lễ rước ông vào lăng. Đoàn tế lễ có thành phần gồm các bô lão, cung nữ, thiếu nữ, công chúa và quan lính trước bàn thờ ông để tỏ lòng thành kính nhất. Sau khi rước ông từ cửa biển vào, ban quản lý lăng ông tổ chức buổi cúng tế với việc dâng hương trái cây, trà, rượu để tạ ơn ông đã cho ngư dân một năm qua được nhiều may mắn và cầu mong một năm mới bình an, tốt đẹp hơn. Hàng nghìn ngư dân đến đây để cầu mong những điều tốt đẹp cho một mùa đi biển trong năm mới sẽ mang đến sự thuận buồm xuôi gió, mùa cá bội thu. Đây là năm thứ 6 lăng ông Duyên Hải được thành lập và lễ nghinh ông đã có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống tâm linh của ngư dân miền biển.
Thời tiết chuyển mùa như hiện nay tại các tỉnh thành phía Nam rất dễ bùng phát dịch bệnh nhiễm siêu vi cúm và sau đó là viêm phổi. Đáng chú ý là bệnh viêm phổi ở người già thường biểu hiện triệu chứng không rầm rộ mà thường chỉ là ho ít và ớn lạnh nên là dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường. Theo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày Tết bệnh viện tiếp nhận trên 500 ca cấp cứu, phần lớn trong số đó là người già bị viêm phổi có biểu hiện triệu chứng không điển hình. Các bác sĩ khuyến cáo với thời tiết lạnh hiện nay, mọi người cần lưu ý hơn đến nguy cơ viêm phổi, đặc biệt ở người lớn tuổi, sức đề kháng giảm, phản ứng của cơ thể với tình trạng nhiễm trùng ít rầm rộ, thường không sốt, không ho đàm nhiều mà chỉ ho ít và ớn lạnh nên dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường. Chần chừ điều trị có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong nhanh. Vì thế người già, người có nhiều bệnh, người suy giảm sức đề kháng cần phải lưu ý tiêm phòng vaccine cúm hoặc phế cầu trên những người có chỉ định, đặc biệt ở những trường hợp có bệnh phổi mạn, suy tim, cắt lách, tuổi trên 65 nhằm dự phòng bệnh viêm phổi, các chứng viêm nhiễm đường hô hấp ở người già. Theo Bộ Y tế, dự kiến từ đầu quý 2 năm 2017 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế áp dụng cho các đối tượng tự chi trả khi khám chữa bệnh. Việc này là để bảo đảm bình đẳng cùng một mức giá giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế, chỉ khác về chi trả. Người có thẻ bảo hiểm y tế do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, trừ phần cùng chi trả của một số đối tượng và một số dịch vụ, thuốc, vật tư không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế, còn người không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự trả tiền. Ngoài ra, khi tăng giá dịch vụ y tế, các bệnh viện sẽ càng phải nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Có một thực tế là hiện nay hầu hết các địa phương đều có trạm y tế nhưng đã xuống cấp không đạt yêu cầu, chuẩn như mong muốn. Vì thế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho thí điểm xã hội hóa trạm y tế ở quận 3. Dự kiến vào tháng 4 năm 2017 sẽ nghiệm thu và đưa vào hoạt động trạm y tế xã hội hóa đầu tiên này. Cụ thể, quận 3 sẽ phối hợp với một đơn vị y tế để cung cấp kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn và ngân hàng cung cấp vốn để xây dựng đề án đầu tư xã hội hóa các trạm y tế. Các trạm y tế sẽ được đầu tư sửa sang phòng ốc, mời thêm bác sĩ giỏi để có thể khám chữa bệnh đa khoa, có cả siêu âm, xét nghiệm đông y. Tuy nhiên, các trạm y tế này vẫn giữ tất cả các hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia. Nếu quận 3 làm thành công thì thành phố sẽ cho thí điểm ở các quận huyện khác. Đặc biệt, người dân đến các trạm y tế xã hội hóa khám chữa bệnh sẽ được đáp ứng dịch vụ với chi phí thấp hơn ở các bệnh viện tư, bởi ở đây đã sử dụng nguồn nhân công của nhà nước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ nghiên cứu và triển khai các dự án nhà ở xã hội với giá 100 triệu đồng một căn. Theo đó, ngày hôm nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã cùng đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh xuống khảo sát mô hình nhà ở giá rẻ tại Bình Dương. Và theo ông Đinh La Thăng thì với một đô thị 13 triệu dân như Thành phố Hồ Chí Minh thì việc tổ chức lại không gian sống để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là rất quan trọng. Do đó, kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội của Bình Dương là cơ sở để thành phố xây dựng các dự án nhà ở cho công nhân trong thời gian tới. Là tỉnh tiên phong trong việc xây dựng nhà ở giá rẻ cho công nhân, đến nay Bình Dương đã cho xây 5.000 căn nhà xã hội có diện tích sàn 20m², gác lửng 10m², được thiết kế khá khoa học, gọn ghẽ và bán với giá 100 triệu đồng mỗi căn cho công nhân trên địa bàn. Người mua có thể trả góp trong vòng 3 đến 5 năm. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, kể từ ngày 31 tháng 3 tới đây, người Việt Nam đủ 21 tuổi và không bị hạn chế các hành vi dân sự sẽ được tham gia cá cược bóng đá, đua ngựa với mức cược 1 triệu đồng một lượt. Theo đó, đồng tiền được sử dụng để mua vé đặt cược trả thưởng trong kinh doanh đặt cược là tiền đồng của Việt Nam, mức cược tối đa là 1 triệu đồng và tối thiểu là 10.000 đồng. Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa bóng đá quốc tế phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm và công bố theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ bị phạt 5 đến 10 triệu đồng với hành vi công bố, cung cấp thông tin không đầy đủ chính xác, vi phạm hành vi về phòng chống rửa tiền, doanh nghiệp có thể bị phạt 50 đến 100 triệu đồng, thậm chí tước quyền kinh doanh 3 đến 6 tháng. Với các hành vi vi phạm quy định về khuyến mại cho người chơi, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng hoặc tước quyền kinh doanh từ 6 đến 12 tháng. Đi đầu trong xu hướng trồng rau sạch theo phương pháp aquaponics và hydroponics tại Thành phố Hồ Chí Minh, chàng đạo diễn trẻ Phạm Công Chính thay vì chỉ ở phim trường thì lại tất bật với vườn rau của mình. Trang trại có hơn 20 loại rau chịu lạnh. Mặc dù thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nóng quanh năm và được xem là bài toán khó mà anh đã giải trong hành trình trồng rau sạch của mình.
Là một đạo diễn, thế nhưng anh Phạm Công Chính lại dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho trang trại rau sạch của mình. Đây là loại cà chua Hà Lan siêu sạch đang được anh trồng thử nghiệm bằng phương pháp aquaponics. Đặc trưng của phương pháp này là kết hợp giữa trồng rau và nuôi cá, không cần đất và không có bất cứ một loại phân hóa học nào. Ngoài ra, ít tốn nước hơn trồng rau kiểu bình thường, vì nước được xử lý liên tục nên lúc nào cũng sạch. Tưởng chừng chỉ mang tính chất giải trí, thế nhưng đàn cá coi này lại giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng cho giống cá phát triển khỏe mạnh. Cà chua mình đang trồng đó là cà chua Hà Lan, giống mình nhập từ Hà Lan về. Và hiện tại vẫn đang trồng trên mô hình aquaponics đó. Cái hồ cá coi đó là vừa nó làm đang làm hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ là thu hút khách, các em thiếu nhi chơi đùa với các em. Nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu nhất của mấy con cá đó là mình nó là trồng rau trên mô hình aquaponics. Tức là mình dùng phân của con cá và mình xử lý phân và mình trồng cái loại rau. Cái loại rau đó mình được đặt cách nó là loại rau siêu sạch. Còn với những loại xà lách này, chúng cũng được trồng trên giá thể và trong nhà màng nhằm hạn chế tối đa sâu bệnh. Phần lớn rau trong trang trại là loại rau chịu lạnh. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh lại nắng nóng quanh năm. Thế nhưng hơn 20 loại xà lách trong trang trại của anh Chính vẫn xanh mướt nhờ phương pháp chăm sóc hydroponics và cách điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Thì như nhà màng thì nó cũng đã hạn chế được một hình thức sâu bệnh, có gọi là vừa chống được mưa, rồi bên hồng thì mình có lưới chống côn trùng. Thì đó là cũng một hình thức để mình tiến tới cái hình thức rau sạch của mình, là mình hạn chế được sâu bệnh thì mình sẽ không có phun xịt gì hết. Thì hệ thống quạt đây là gọi là quạt đối lưu, để mà mình đối lưu cái không khí ở trong nhà kính. Rồi hệ thống phun sương thì giữ cái độ ẩm, nó toàn là ở đây mình dùng chế độ tự động, là tự cảm biến cái nhiệt độ và cái độ ẩm, nó phun sương và nó bật quạt cho phù hợp với cái môi trường mình đang tạo cho một cái môi trường nó phù hợp để cho cái cây trồng mình nó phát triển. Tôi làm thì sáng vô chung rau rồi bỏ hạt rồi ngay đem ra mình lên sườn. Nên sườn xong rồi cái là tự nó phun lên nó rồi nó lớn rồi mình ra mình thu hoạch vô. Anh Chính cho biết mỗi ngày cung cấp 100 kg rau cho các nhà hàng, nhân viên văn phòng. Với xà lách có giá 70.000 đồng 1 kg, những loại khác dao động từ 60-90.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, những ngày đầu năm mới thì hàng vạn du khách thập phương nô nức đổ về chen chân ở đền Bà Chúa Kho để tạ lễ xin lộc đầu năm. Dọc hai bên đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đoàn người cùng xe cộ dài hàng cây số dẫn đến nơi có đền trình thờ Ba Tòa Thánh Mẫu. Người đến chùa thì ra sức chen lấn để đốt tiền thật, vay tiền ảo với hy vọng là được trở thành con nợ của Bà Chúa. Con đường dẫn vào đền Bà Chúa Kho sáng ngày hôm nay. Sân đền, nhiều người đã không còn chỗ đứng. Còn bên trong điện thì cũng đã đông đúc như thế này. Mặc dù đến 12 tháng Giêng âm lịch mới là ngày chính lễ hội của đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, nhưng ngay từ đầu xuân, hàng ngàn người đã đổ về đây để xin lộc. Có biển người sắp đổ lễ tới dự đền Bà Chúa Kho, cũng chính vì thế mà các dịch vụ ăn theo ở đây cũng được mùa hốt bạc, như cúng thuê, mang vác thuê, viết sớ, nhận sắp lễ, trông giữ xe. Bất chấp tấm biển nhắc nhở, người dân vẫn vô tư giải đầy gạo, muối và các loại rác thải khác. Nói chung là năm nay mọi người thường thường là thiên về lễ chùa nhiều hơn và các mọi người đến đây để xin lễ Bà Chúa thì để phục vụ phù hộ cho mọi người, gọi là làm ăn phát tài và may mắn, thì là lễ hội càng ngày càng đông hơn so với và đường thì là rất là tắc từ ngoài vào đây. Đền Bà Chúa Kho thì hầu như năm nào tôi cũng đi đền Bà Chúa Kho. Những năm gần đây thì với năm nay thì tôi thấy là công tác tổ chức thì cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Vì hầu như những cái tình hình an ninh trật tự như là đổi tiền rồi là
công tác hỗ trợ sắp lễ các thứ tôi thấy là tốt hơn rất nhiều, và nhất là những cái tệ nạn như kiểu là đổi tiền lẻ hay là móc túi là hầu như là không có. Rút kinh nghiệm tổ chức từ những năm trước, năm nay công tác an ninh tại lễ hội đền Bà Chúa Kho đã được đảm bảo hơn. Do lượng khách đến đền ngày một tăng nên ban quản lý đã phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo công tác an ninh trật tự. Ở lễ hội luôn có người của ban quản lý nhắc nhở người dân, khuyến cáo du khách không thuê người cúng bái, giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tài sản cá nhân. Nếu bị lôi kéo, dọa dẫm thì báo ngay cho ban quản lý hay lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ qua số điện thoại của đường dây nóng tại đền để được can thiệp. Hy vọng sự hành hương khốn khổ để trở thành con nợ của Bà Chúa sẽ không tiếp tục trở thành con nợ của văn hóa và môi trường. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.